Hôm nay hướng dẫn các bạn rèn luyện kỹ năng nghe thông qua bài tập nhỏ sau đây. Sau khi nghe, các bạn sẽ chọn đáp án đúng bằng cách click vào để chọn đáp án là hình đúng trong bài phù hợp với câu hỏi của đề bài đã cho. Và sau đây là ví dụ đầu tiên. Where is Vicky? Bạn Vicky ở đâu? Thế thì các bạn sẽ nghe để mình chọn đáp án. A là hình đầu tiên, B là hình giữa, hay đáp án C là hình thứ ba nhé. Now listen please. Where is Vicky? What is Vicky doing? She is reading a book. Is she in the bedroom? No, she is in the living room. Các bạn sẽ được nghe lần nữa nhé. Listen again, please. Như vậy các bạn biết được là bạn Vicky thì đang đọc sách và bạn ấy thì đang ở trong phòng sinh hoạt của mình. There is one example. Where is Vicky? What is Vicky doing? She is reading a book. Is she in the bedroom? No, she is in the living room. Đúng vậy. She's reading a book in the living room. Do vậy, mình sẽ chọn đáp án đúng là hình B, chính là hình giữa trong bài. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu với bài tập của mình với câu hỏi đầu tiên nhé. Number one, please. What does Fred look like? Bạn Fred trông như thế nào nhỉ? Các bạn cùng nghe nhé. Listen again, please. What does Fred look like? That's my friend, Fred. Is that the boy with black hair? No, he's got blonde hair. Is his hair straight? No, it's curled. He's waving at us. Fred, we're here. Fred là một người bạn trông như thế nào? À,
Bạn ấy có mái tóc vàng óng và son pít. He has curly blonde hair. Và như vậy, các bạn sẽ tích vào đáp án đúng, đó là hình B. He has curly blonde hair. Bây giờ mình đi tiếp number 2, câu số 2 nhé. Các bạn cùng nghe câu số 2. Where is the lamp? Cây đèn bây giờ nó ở đâu? Now, chúng ta cùng nghe. Listen please. Ok, các bạn cùng nghe lần nữa nhé. Listen again. Ok. Where is the lamp? I bought a lamp yesterday. Did you see it, Rita? Is it in the living room? Is it pink? No, it isn't. It's blue. We saw it next to TV last night. I see it, Mom. It's behind the sofa now. It's beautiful. Thế thì hiện giờ cây đèn của mình ở đâu? It's behind the sofa now. Hiện giờ nó ở đằng sau the sofa. Các bạn nghe tiếp câu hỏi số 3 nhé. How many eyes does Daisy have? Daisy có mấy con mắt? Now, chúng ta cùng nghe. Listen, please. Listen again, please. Các bạn nghe lần nữa nhé. Như vậy, mình biết được Daisy là một con quái vật với bốn con mắt. Vậy là mình chọn đáp án C. Đáp án C.
She's a yellow monster with four eyes. Tiếp theo, các bạn sẽ nghe câu thứ tư, number four, please. Where is the balloon? Quả bong bóng giờ thì ở đâu? Các bạn cùng nghe nhé. Listen again, please. Where is the balloon? Dad! I can't see my balloon. Where is it? Is it red? No, it's green. It is not in the garden. It's in this. Open this box. So, I put it there yesterday. À, như vậy quả bóng của ta hiện giờ nó ở trong chiếc hộp. Where is the balloon? Dad, I can't see my balloon. Where is it? Is it red? No, it's green. It is not in the garden. It's this. Open this box. So, I put it there yesterday. Oh no, Dad! It's in the box now. Do vậy, các bạn chọn đáp án đúng là đáp án A. Là chiếc hình đầu tiên trong bài của mình. Bây giờ mình qua nốt câu số 5 nhé. Number 5. What is Jim doing? Bạn Jim thì đang làm gì nào? Listen please. Listen again, please. Fine. What is Jim doing? Uncle Brown, is Jim home? I saw his bike in the garden. He's in the bedroom. What is he doing? Is he reading books? No, he's writing a letter to his grandpa. Bạn Jim đang làm gì nào? Cậu ấy thì đang viết thư cho ông của mình. He's writing a letter to his grandpa. Và như vậy, ở câu 5, mình sẽ chọn đáp án đúng là hình A. Là hình đầu tiên trong bài của mình. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếng Anh phổ thông của thầy Hoàng.
trong những bài tiếp sau nhé. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh của thầy Hoàng dạy học tiếng Anh phổ thông nhé các bạn. Để thầy có thể ra tiếp những video tiếp theo và các bạn là những người nhận được sớm nhất nhé. Goodbye!